Sau khi sử dụng sản phẩm này thì Hoàng Anh cảm thấy sức khỏe mình được cải thiện rõ rệt. Ngày xưa khi Hoàng Anh thường xuyên phải đi quay đêm cũng như chơi thể thao thì có nhiều lúc cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng khi dùng sản phẩm này thì Hoàng Anh cảm thấy sức khỏe đã được tăng lên rõ rệt.